Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin hé lộ thông tin Trịnh Xuân Thanh sẽ trở lại Đức. Ngay trước lúc ông Trịnh Xuân Thanh chuẩn bị ra hầu tòa ở Việt Nam trong một vụ xử mới dự kiến vào ngày 8 tháng 3, tin tức về vụ bắt cóc kiểu chiến tranh lạnh giữa ban ngày tại Berlin lại nổi lên trên truyền thông Đức và Slovakia. Theo chúng tôi tìm hiểu, cựu Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia, ông Robert Kaliňák cùng một số quan chức của bộ này có thể sẽ bị điều tra về tội có ý thức trong việc cung cấp máy bay chuyên cơ của chính phủ Slovakia cho nhóm bắt cóc di chuyển từ Bratislava tới Moscow vào tháng 7 năm 2017. Sau khi nhóm này nhanh chóng bắt và đưa ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi Đức. Đây là hình ảnh ông Robert Kaliňák bên trái, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia, được cho là đã giúp ông Tô Lâm đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen châu Âu bằng chuyên cơ của chính phủ Slovakia. Là đồng minh trong khối châu Âu, phía Đức chắc chắn đang dành cho Slovakia sự hỗ trợ tư pháp tối đa trong vụ việc mà Slovakia mở lại, theo báo Đức này đăng tải vào hôm 5 tháng 3 năm 2021. Trưởng công tố mới của Slovakia, ông Maros, đang quyết tâm làm đến cùng vụ này. Quan hệ giữa Đức và Slovakia khiến ai liên quan đến vụ việc ở cả hai nước này sẽ phải cung cấp sự thật cho các nhà điều tra về quá trình làm việc với nhóm bắt cóc Việt Nam. Trong đó có các mặt quan chức cấp cao và các nhà ngoại giao của Việt Nam, đặc biệt là ông Tô Lâm. Thật khó mà đánh giá hết được những phiền toái mà phía Việt Nam sẽ phải chịu đựng thêm trong những ngày, tháng, năm tới đây. Vấn đề không phải là cá nhân ông Trịnh Xuân Thanh. Trong một buổi họp báo định kỳ mới đây, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, tránh trả lời trực tiếp câu hỏi của phóng viên nước ngoài về vụ bắt cóc. Bà nói như sau: vụ án Trịnh Xuân Thanh vi phạm pháp luật đã được xét xử công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và hiện Trịnh Xuân Thanh đang thi hành án theo bản án của tòa. Sau đó, một thiếu tướng công an Việt Nam cũng xác nhận việc khen thưởng cho những người có công trong vụ án Trịnh Xuân Thanh là bình thường, nhưng mô tả tin tức xung quanh vụ việc là thêu dệt. Việt Nam không xác nhận đã xảy ra vụ bắt cóc, nhưng Đức thì nói là có. Việc xác định tên gọi là bắt cóc đã được do ngành tư pháp Đức quy định và xét xử đưa ra phán quyết này. Vốn có uy tín trên thế giới, điều tra và kết luận đưa ra từ Đức rất được coi trọng. Các nhân vật và vật chứng, nhân chứng, các dấu vết do nhóm bắt cóc để lại đã được xem xét tại tòa là quá đủ. Đây là hình ảnh bị cáo Nguyễn Hải Long ngồi trong phòng kín chống đạn tại tòa án Berlin, Đức vào ngày 25 tháng 7 năm 2018. Kết luận của tòa án tối cao Liên bang Đức là Bundesgerichtshof là tòa án cao nhất cho án hình sự ra hồi năm 2018 về vụ bắt cóc trái luật sẽ tồn tại mãi mãi. Nội dung phán quyết của tòa về một vụ bắt cóc vi phạm trắng trợn luật pháp của Đức là điều không thể thay đổi, bất kể phía giới chức Việt Nam có nói gì đi chăng nữa. Vì sao Bắc Berlin thì cho rằng Trịnh Xuân Thanh cần phải được đưa trở lại Đức? Vào hôm thứ Sáu ngày 5 tháng 3 năm 2021, bà Petra Schlachthauf, luật sư đại diện cho ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức, đã nói với đài BBC rằng bà hoàn toàn tin tưởng về việc thân chủ của bà sẽ quay trở lại nước Đức. Luật pháp nước Đức quy định bất kỳ ai đến Đức nộp đơn xin tị nạn, trong thời gian xem xét đơn, người đó được hưởng quy chế tạm trú hợp pháp trên nước Đức, được nhận sự bảo trợ của nhà nước Đức. Việc Việt Nam đưa người qua Berlin bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh là vi phạm trắng trợn chủ quyền lãnh thổ và an ninh của nước Đức, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, theo bà Petra Schlachthauf, luật sư của ông Thanh, cho biết. Luật pháp quốc tế cần phải được tất cả các nước tôn trọng, bà nói tiếp. Vì vậy, Việt Nam có nghĩa vụ phải nhận lỗi và trả sự việc về lại đúng chỗ cũ của nó, đưa ông Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức, theo bà luật sư chia sẻ. Theo chúng tôi tìm hiểu, đó cũng là biện pháp mở nước Đức dành cho Việt Nam để giúp Việt Nam tháo gỡ bế tắc, gỡ thể diện, bởi Việt Nam trước sau gì vẫn phải đương đầu và lên án của quốc tế rằng đã tiến hành vụ bắt cóc vi phạm pháp luật quốc tế, bà Schlachthauf đã nói. Nếu không bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thì liệu có cản trở được tiến trình điều tra tham nhũng ở Việt Nam không? Câu hỏi này cũng được đặt ra. Đây là hình ảnh báo chí nước Đức đưa tin về vụ Trịnh Xuân Thanh đang xin tị nạn ở Đức bỗng bất ngờ xuất hiện ở Việt Nam với nội dung xin đầu thú.
Một số ý kiến cho rằng việc Việt Nam tiến hành vụ bắt cóc là cần thiết bởi ông Trịnh Xuân Thanh nắm giữ những thông tin quan trọng cho việc tháo gỡ, xét xử một số vụ án tham nhũng lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên, người ta quên mất một điều là việc đưa người về cần phải được thực hiện theo cách phù hợp pháp luật, cả luật pháp quốc tế lẫn luật pháp quốc gia, thay vì luật rừng như thế. Ông Trịnh Xuân Thanh đã nộp đơn xin tị nạn tại Đức, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta sẽ đương nhiên có quyền ở lại nước Đức lâu dài. Cũng như hàng triệu người xin tị nạn khác tại Đức, ông ta phải trải qua thủ tục xét đơn. Nếu không chứng minh được lý do chính đáng để được chấp thuận đơn thì ông ta cũng phải đối diện với việc bị trục xuất trở lại Việt Nam. Và ông Trịnh Xuân Thanh càng không phải là một nhân vật quan trọng đối với Đức. Là một người xin tị nạn bình thường, ông Thanh được phép đi chuyển tự do trong khu vực nhất định ở Đức. Ông không có nhu cầu với những và cũng không được hưởng một sự bảo vệ đặc biệt nào của an ninh Đức. Bởi vậy, Việt Nam lẽ ra hoàn toàn có thể yêu cầu phía Đức cho dẫn độ ông ta và có thể đưa ông Thanh về nước một cách công khai và chính đáng. Nhưng cuối cùng thì ông ta đã bị bắt cóc một cách bất hợp pháp ngay giữa thủ đô Berlin, giữa ban ngày và cách dinh tổng thống và thủ tướng nước Đức không xa. Cái giá của kế hoạch VT-17 là gì? Câu hỏi cũng được đặt ra. Tuy nhiên, các quan chức Việt Nam đã chọn cách làm liều lĩnh này, bất chấp pháp luật quốc tế, bất chấp cả thể diện quốc gia. Vụ bắt cóc là một sự liều lĩnh khờ khạo, thiếu tư duy chiến lược, dường như chỉ nhằm kiếm điểm thỏa mãn mong muốn của ai đó trong bộ máy của chính quyền Việt Nam. Cựu Ngoại trưởng Đức lúc đó là ông Zygmunt Gabriel nói rằng vụ bắt cóc như thể là các cảnh trong phim kinh dị thời chiến tranh lạnh, và đó là điều không thể dung thứ. Thế nhưng, bất kể Đức có nội dung thứ hay không, thì với Việt Nam, như lời bản luật sư Schlagenhauer nói rằng, vụ bắt cóc là một thành công, dẫu cho về mặt ngoại giao thì đó là một vết nhơ lớn. Sự thành công được thể hiện bằng việc công khai khen thưởng, trao tặng huân chương bằng khen cho 12 cá nhân đã tham gia vào chuyên án VT-17. Này có lẽ đã vĩnh viễn đi vào lịch sử như một vết nhơ trong quan hệ giữa Việt Nam và Đức và của Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Và sự thành công được đánh đổi bằng việc bị tạm ngưng quan hệ đối tác chiến lược giữa Đức và Việt Nam, bằng việc bị đình chỉ hàng trăm dự án hợp tác, viện trợ phát triển của Đức dành cho Việt Nam, bằng những khó khăn chậm trễ trong việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA giữa châu Âu và Việt Nam, cùng các thiệt hại kinh tế đi kèm. Sự thành công này giờ đây có thể phải trải qua một giai đoạn không mấy dễ chịu, một khi giới chức Slovakia tiếp tục cuộc điều tra của nước họ đối với việc Việt Nam bắt cóc và lợi dụng lòng tin của họ để dùng máy bay đưa Trịnh Xuân Thanh rời khỏi châu Âu. Và quan trọng hơn cả là sự thành công đó được đánh đổi bằng sự mất mát lớn lao, không thể tính hết. Đó là lòng tin và hình ảnh của Việt Nam trước con mắt quốc tế từng được gắng tạo dựng bao nhiêu năm nay đã vỡ vụn trong vụ án bắt cóc 2017. Này rất có thể càng trở nên xấu đi nếu Việt Nam không hợp tác với Slovakia khi có yêu cầu. Nước Đức muốn Việt Nam để ông Trịnh Xuân Thanh quay trở lại Berlin, Việt Nam đã không đáp ứng. Vì nếu như Slovakia có yêu cầu hợp tác điều tra, Hà Nội cũng có thể tiếp tục phớt lờ. Và phải chăng sau say sưa với thành công tưởng tượng ban đầu, giới chức Việt Nam đã và đang tiếp tục làm trong thời gian tới sẽ là làm sao che chắn, tẩy rửa được phần nào vết nhơ trên mặt mình trước nước Đức và châu Âu và cộng đồng quốc tế vì vụ án bắt cóc xảy ra? Hay chính phủ Việt Nam sau khi cân nhắc những thiệt hơn và để bảo vệ uy tín của mình, nay sẽ có cách ứng xử khác trước, văn minh hơn, chuẩn mực hơn, phù hợp hơn trong quan hệ quốc tế? Tôi cho rằng vấn đề phụ thuộc vào việc số phận của chính những người chủ chốt từng tổ chức vụ bắt cóc này. Ông ấy sẽ ra sao ở Việt Nam? Bà Schlagenhauer đã nói như vậy. Đó là một đề tài không dễ dàng mà Việt Nam phải đương đầu, và số phận thân chủ của tôi sẽ được quyết định vào thời điểm Việt Nam nhận thức ra được sự cần thiết phải sửa chữa lại những sai lầm về mặt quan hệ quốc tế của mình. Bà luật sư Schlagenhauer của ông Trịnh Xuân Thanh đã nói như thế. Đây là hình ảnh bài báo trên báo Thanh Niên và Việt Nam Financial Times đăng tải nội dung trả lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng vào hôm 25 tháng 2 năm 2021 về việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, nhưng sau đó đã gỡ bài. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng vào chiều ngày 25 tháng 2 nói rằng vụ án Trịnh Xuân Thanh, cựu quan chức dầu khí xin tị nạn tại Đức đã được xử công khai theo đúng pháp luật Việt Nam. Cũng liên quan vụ án này, vào ngày 24 tháng 2, một nhật báo Đức TASS cũng loan tin về chuyên án có bí số VT-17 liên quan vụ ông Trịnh Xuân Thanh.
Bà Hằng đã nói điều này tại buổi họp báo hàng tuần tại Hà Nội khi được báo chí yêu cầu bình luận về truyền thông Slovakia và Đức loan tin về việc 12 người Việt Nam tham gia bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức đã được tuyên dương. Đài phát thanh và truyền hình nhà nước Slovakia vào ngày 23 tháng 2 phát chương trình truyền hình liên quan vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Nội dung chương trình đề cập đến việc 12 cán bộ thuộc Bộ Công an Việt Nam được tuyên dương, khen thưởng vào năm 2020 do hoàn thành nhiệm vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức. Cũng từ Đức, Thời báo DE đã nêu quan điểm và nhận định với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ về phản ứng của Việt Nam trước câu hỏi của hãng thông tấn DPA tại Hà Nội như sau. Phản ứng của Việt Nam đối với những thông tin đầu tiên do Đài truyền hình Slovakia đăng tải vào hôm 23 tháng 2 và tờ TASS đăng tải vào hôm 24 tháng 2 với thông tin chi tiết về nhiều tình tiết mới, thì Việt Nam đã phải trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Đức DPA. Nhưng họ trả lời như vậy thì gần như là lảng tránh câu hỏi, không trả lời trực tiếp mà chỉ nhắc lại những việc họ đã nói trước đó. Họ nói như vậy thì có nghĩa là họ không bác bỏ cũng không nhận. Với cách trả lời như vậy là không hợp lý và phóng viên cũng không có thêm thông tin gì mới. Nhưng điều này chứng tỏ rằng khi Việt Nam càng lảng tránh vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh với chuyên án VT-17 thì họ càng gặp rắc rối và khó khăn với Đức, Slovakia và cả với Liên minh châu Âu. Cũng hôm 24 tháng 2, Nhật báo TASS đăng bài những kẻ bắt cóc được Hà Nội vinh danh, trong đó nói về 12 mật vụ và cán bộ an ninh của Bộ Công an Việt Nam được tặng thưởng huân chương vào tháng 7 năm 2020 do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký duyệt do hoàn thành chuyên án VT-17. Và vết nhơ này vẫn tiếp tục theo đuổi Đảng Cộng sản Việt Nam mãi mãi, cũng như những kẻ gây ra vụ án bắt cóc này sẽ tiếp tục bị Slovakia và các nước châu Âu điều tra và truy tố trước pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Năm ngày 11 tháng 3 năm 2021 với bản tin hé lộ thông tin Trịnh Xuân Thanh sẽ trở lại nước Đức. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.